Thì uh, nói tới đây đó không chỉ riêng là các bạn thấy được là cái sự hứng thú liên quan tới lưu trữ tích lũy hay là sử dụng BTC tăng lên mà các bạn thấy là có nhiều lĩnh vực khác đặc biệt là cái lĩnh vực Metaverse thì tiếp tục là được nhiều người đầu tư vào như là các bạn thấy là cái thông tin trên màn hình đây là cái công ty ở nước Canada là Token.com đó họ nói là họ đã bỏ ra khoảng chừng là 2,5 triệu đô la để mà mua những cái miếng đất À, ở trong decentraland và không chỉ riêng là decentraland cũng như là đồng mana đó mà chúng bạn thì đưa được chúng ta cũng có công ty adidas công ty adidas ngày hôm nay đó thì đưa ra một cái thuyết cái thuyết này thì cũng không có rõ ràng lắm cái thuyết này chỉ nói là uh, adidas có thể là có một cái adiverse và sẽ hợp tác À, để mà gây dựng một cái gì đó với lại Sandbox Sandbox cũng là một trong những cái dự án crypto liên quan tới Metaverse Thì đương nhiên không có rõ ràng nhưng mà điều này cũng đủ làm cho các bạn thấy được là những cái tên tuổi như là Mana, Decentraland cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay Để thường cho các bạn thấy được là Decentraland bây giờ đã đứng hạng thứ 40 Có sự tăng trưởng là 8,4% Chúng ta à, nhìn vào Sand... Sandbox đi thì Sandbox sẽ đứng hàng thứ 41 ngay sau lưng Decentraland có sự tăng trưởng 25% thì nhiều người cho là tại vì cái thuyết này đến từ Adidas cho nên mọi người mới có cái sự FOMO như vậy thì chúng ta thấy là Adidas muốn có một cái Metaverse hay là muốn tham gia Metaverse cũng là điều bình thường mà thôi tại vì ngày hôm qua đó Tôi nhớ là tôi có chia sẻ với các bạn là Nike cũng đã có ý định đó rồi Nếu như mà tương lai đó các bạn tin tưởng tương lai là mọi người sẽ dành nhiều thời gian hơn trên mạng. Các bạn cứ nghĩ đi trong vòng 10 năm qua thì cái số lượng thời gian hàng ngày các bạn dành để mà ở trên mạng, để mà đọc email, để mà sử dụng mạng xã hội, để mà xem phim hay là làm bất cứ gì đó các bạn thời gian dành trên mạng có phải là 10 năm qua càng ngày là các bạn càng dành nhiều thời gian trên mạng hơn hay là không? Thì nếu như như vậy đây các bạn có nghĩ là sau này mọi người sẽ dành nhiều thời gian và nhiều thời gian hơn ở trên metaverse hay là không? Thậm chí bây giờ nhiều người dành thời gian trên mạng nhiều hơn là thời gian ngoài đời nữa. Có thể nói là giống như là thuận đi, thuận đi làm và sau đó là thuận xem thông tin trên mạng và làm video chia sẻ với các bạn thì có thể nói là cái tổng thời gian hàng ngày mà thuận dành để mà thu thập tài liệu để mà tìm hiểu hay là sử dụng mạng còn nhiều hơn là ngoài đời thật nữa thì chúng ta có thể thấy được là nếu như mà như vậy thì metaverse là một trong những cái nơi rất là quan trọng đối với bất cứ một cái thương hiệu nào nhất là chúng ta nói tới adidas chúng ta nói tới nike thậm chí thường nghĩ đến là những công ty bia những công ty coca cola tại vì sao vậy tại bây giờ đó các bạn thấy được là ngoài đời họ trả rất nhiều tiền để mà quảng cáo mua những cái uh, hình quảng cáo đăng ở các khắp nơi thì đương nhiên sau này nếu như mà mọi người trên mạng nhiều hơn sử dụng metaverse thì chúng ta có thể thấy được là những công ty này thì đương nhiên là họ sẽ muốn có quảng cáo của mình ở trong metaverse. Đó là điều hiển nhiên rồi. Và đương nhiên họ cũng muốn là bán hàng hóa ở trong metaverse. Còn có thể là có hiệu quả hơn là có một công ty bên ngoài để mà buôn bán dài nữa. Các bạn nghĩ như thế nào thì hãy comment ở bên dưới. Và đương nhiên đó là những cái thông tin rất nổi bật ngày hôm nay nhưng mà không phải thông tin nào cũng tốt đâu có một số thông tin khác thường muốn chia sẻ với các bạn thì thường sẽ bắt đầu để mà chia sẻ cái thông tin này nhưng mà thường nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như mà thường chia sẻ cái thông tin uh, liên quan tới Cardano trước thì thường chuyển cái thông tin này qua bên đây uh, để các bạn hiểu rõ hơn thì chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan tới Cardano đi thì hôm nay có một thông tin đó, có thể là làm cho nhiều bạn lo lắng liên quan tới Cardano đó chính là một trong những sàn mà có thể nhiều bạn cũng biết đó chính là sàn e Toro Thì đột ngột sàn e Toro đó, đây là cái thông báo được chia sẻ ngày 23 Tây nghĩa là ngày hôm nay tại Hoa Kỳ đó Nói là e Toro sẽ không tiếp tục hỗ trợ Cardano và đồng tròn Có nghĩa là sao? Nghĩa là đây là cái thông báo được chụp lại đó và cái thông báo này nói đó là những người nào mà hiện bây giờ là đang tham gia để mà staking đồng Cardano và đồng John đó thì sẽ được stake cho đến cuối năm nay nhưng mà sau đó sẽ không được nhận cái phần thưởng staking nữa. Cái đó là sẽ không có bắt đầu cho phép mở những cái uh, lệnh mới cho Cardano và John đó là bắt đầu từ ngày 26 tây tháng 12 thì những người cũ thì như thế nào những người cũ thì họ vẫn có thể là tiếp tục à, để mà lưu trữ hay là họ có thể là đóng cái lệnh của mình lại điều đó là hoàn toàn là cho phép trên người của Toro họ chỉ là không có cho tiếp tục mở những cái lệnh liên quan tới và Tron và sẽ không tiếp tục hỗ trợ nữa bắt đầu là từ cuối năm nay thì có nghĩa là sao có nghĩa là họ sẽ không hỗ trợ họ sẽ bỏ hai đồng này À, ra khỏi sàn của họ. Đó là cái thông báo được chia sẻ bởi Etoro và thực ra mà nói điều này đó nhiều người là không có chuẩn bị tâm lý sẵn tại vì đột ngột Etoro ấy nói cái thông tin liên quan tới uh, Cardano và cho như vậy và các bạn thấy được đây là cái uh, thông tin mà đã dẫn đến là cho Hutchinson đã nhanh chóng có một cái uh, video ở trên YouTube để mà chia sẻ về điều này. Thì uh, George Hutchinson đã nói đó là lý do có thể là tại vì thôi rồi đang gặp một số vấn đề liên quan đến là cái uh, sự tích hợp cái ví Cardano và Tron thì uh, theo lý là năm 2022 đó đầu năm thì sẽ hoàn thành nhưng mà đột ngột không biết lý do tại sao mà thôi đã có quyết định là không tiếp tục hỗ trợ Cardano nữa thì dựa theo cho Hutchinson đó là cho đến thời điểm bây giờ là Cardano Foundation hay là công ty IOSK có nghĩa là cái hai công ty mà đứng sau lưng để mà hỗ trợ Cardano đó chưa có được nhận bất cứ thông báo hay là bất cứ mô nhà lập pháp nào liên hệ hết cho nên không biết đi tại sao mà Etoro nói đó trong cái thông báo này là vì cái sự lo ngại liên quan tới pháp lý tại vì cho tới bây giờ Cardano vẫn chưa nhận được bất cứ một cái thông tin gì liên quan tới pháp lý hết Và Itoro có thể là họ không hiểu rõ về luật cho nên họ mới không tiếp tục hỗ trợ Cardano nữa à, Nhưng mà điều này cũng không làm ảnh hưởng đến Cardano Tại vì sao? Thì uh, John Hutchinson đã chia sẻ đó ba điều Điều thứ nhất là John Hutchinson nói là Cardano đó là bây giờ tính thanh thoảng rất là cao Và ở trên nhiều sàn Kế tiếp nữa đó là Itoro tuy là hỗ trợ Cardano nhưng mà cái khối năng dịch là không có cao và thứ ba là thứ năm tuần vừa rồi đó ngày 18 tây tháng 11 thì chúng ta thấy được là sàn Bitstem có thể nói là một trong những sàn lớn nhất tại châu Âu đã thông báo là họ sẽ hỗ trợ Cardano cho nên vì lý do đó đó không có lý do gì mà cho thằng lo lắng hiện bây giờ và muốn mọi người đừng có lo lắng về cái việc liên quan tới là cung cấp tính thanh khoản và không biết, biết lý tại sao eToro lại có cái quy định này trong khi mà họ nói là vì lý do pháp lý nhưng mà bây giờ Cardano vẫn chưa nhận được bất cứ một cái thông báo gì liên quan tới pháp lý hết thì điều này đối với thần cũng khá là khó hiểu tại vì các bạn đã thấy được là thường đó thì những cái sàn giao dịch họ sẽ đi cùng một thanh với nhau chúng ta cũng đã thấy là những những cái sàn đó khi mà chúng ta nghe nói tới XRP thì ở Hoa Kỳ đó hầu nhất những sàn nó sẽ cùng nhau là delist một đồng nào đó như là liên quan tới XRP, Ethereum cũng vậy nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ nghe nói tới cái thông tin liên quan tới một sàn duy nhất là delist Cardano thôi đó chính là sàn uh, eToro. Ethereum nhưng mà đây có phải là cái sự bắt đầu của những sàn khác cũng sẽ có những cái động thái tương tự Có nghĩa là không hỗ trợ nữa hay không Thì đương nhiên thì không biết và đương nhiên là không có muốn làm cho các bạn lo lắng Nhưng mà đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải tiếp tục theo dõi à, về cái vấn đề này Chúng ta cũng đã biết là một trong những sàn mà rất là có cái sự quan hệ mật thiết làm việc chặt chẽ với lại chính phủ Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase. Đây là một sàn đó mà tốn rất nhiều thời gian để đưa đồng Cardano lên sàn của họ Có thể nói là họ trì hoãn rất lâu Sau đó họ mới đưa đồng Cardano lên sàn của họ Và nhiều người cho là tại vì sàn Coinbase sợ là Cardano có thể liệt vào chứng khoán Dẫn đến là không nên uh, có trên sàn Nhưng mà sau đó Coinbase cũng đã có quyết định đó Thì uh, bây giờ chúng ta chỉ nghe nói một sàn nhất đó chính là eToro mà thôi Chúng ta hãy tiếp tục uh, theo dõi Các bạn nào mà có biết thêm thông tin thì hãy comment ở bên dưới kênh video này Điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là cái thông tin liên quan tới ấn độ thì uh, lại có rất nhiều những cái tin tức phết uh, bắt đầu là chia sẻ khắp nơi liên quan đến là chính phủ ấn độ đó một lần nữa có thể là đưa ra một cái dự luật để mà cấm crypto các bạn thấy được là lúc cấm lúc không lúc cấm lúc không nhưng mà cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn là bây giờ đó thì có một nhà lập pháp đó chính là lúc hơn thì người này đó là một nhà lập pháp ở hạ viện của ấn độ hiểu đơn giản là như vậy thì uh, quốc hội ấn độ đó sẽ có một cái uh, cuộc uh, Hợp mặt vào mùa đông thì là ngày từ ngày 29 tây tháng 11 cho đến ngày 23 tây tháng 12 thì người này đã đưa ra một cái dự luật nói là sẽ được bỏ phiếu hay là đàm phán trong cái đợt họp kỳ này từ ngày 29 tây tháng 1 cho đến ngày 23 tây tháng 12 và đây là một cái dự luật liên quan đến crypto thì mọi người đó rất là lo sợ tại vì đó người này là người mà trước đây cũng đã đưa ra một cái dự luật nói là muốn cấm crypto triệt để ở Ấn Độ và nhiều người cho là bây giờ đó cái dự luật này có thể là không có chỉnh sửa nhiều chúng ta cũng có thể là có kết quả tương tự là Ấn Độ lại muốn cấm crypto nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta vẫn không biết được là cái dự luật mà sắp sửa được ra mắt để mà được mọi người bắt đầu là đàm phán đó dự luật đó có phải là cấm crypto hay là không cho nên cho nên bây giờ chúng ta cũng chưa cần phải có cái sự lo lắng chúng ta bây giờ phải cần thêm thông tin chi tiết hơn là dự luật này sẽ có những gì trong đó và đương nhiên một trong những điều mà dự luật muốn đó là ấn độ có một cái đồng ký được số riêng chủ gia của họ và đó mới là tiền ký được số mà mọi người nên sử dụng đương nhiên là họ muốn như vậy rồi và đây cũng là thông tin cũng không gì khác hơn là chúng ta thấy được đó là mới à cách đây khoảng chừng là hai ngày thôi thì nó giúp bớt cũng như là tổng thống của salvador đó, đã chia sẻ là quỹ tiền tệ quốc tế imf đó tán thành các chính sách kinh tế mở rộng của Salvador và lần đầu tiên công bố đó là nền kinh tế của Salvador sẽ tăng trưởng 10% trong năm nay. Đây là lần đầu tiên mà quỹ đầu tư IMF đó, quỹ tiền tệ quốc tế nói là Salvador sẽ có sự tăng trưởng 10% trong năm nay. Thì các bạn thấy được là cái sự lo sợ về chấp nhận BDC đó. Trước đây đó họ không cho ờ uh, nước này chấp nhận BDC là tiền hợp pháp nó họ nói là nếu chấp nhận sẽ à, nền kinh tế sẽ không phát triển được, sẽ ảnh hưởng tệ đến nền kinh tế nhưng mà bây giờ họ nói là có khả năng tăng trưởng 10% năm nay, nhưng cái sự lo sợ đó đó tự nhiên biến mất. Nhưng mà thường nói hơi sớm tại vì các bạn hãy được là ngày hôm nay IMF lại à, tiếp tục chia sẻ nữa là quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra một cảnh báo đối với El Salvador là không nên sử dụng Bitcoin như tiền hợp pháp à, vì cứ thay mang lại rủi ro cho hệ thống tài chính. IMF một lần nữa à, các bạn thấy được là đưa ra những cái thông báo lo ngại liên quan tới việc El Salvador à, chấp nhận BTC làm tiền hợp pháp thì à, hôm qua họ vừa khen El Salvador hôm nay họ lại đi tiếp tục ra cảnh báo có thể là hôm qua họ chưa đọc có thông tin liên quan tới là El Salvador bây giờ họ có thể là tự đi mượn tiền à, sử dụng btc như là chúng ta đã nói tới là sẽ có thành phố bitcoin ở el salvador thôi đã chia sẻ trong video ngày hôm qua hay là sẽ có à, những cái như là trái phiếu được hỗ trợ bởi bitcoin và họ có thể là mượn trái phiếu đó lên tới là cả tỷ đô la thì đương nhiên cơ thể là imf không thích điều đó tại vì imf lúc nào cũng muốn những cái quốc gia này đến để mà vay mượn để họ có những cái thỏa thuận của những quốc gia này. Bây giờ đó El Salvador có thể là bán trái phiếu sử dụng BTC thì đương nhiên điều này sẽ coi như không cần họ nữa và đây cũng có thể là một điều dẫn đến ở những cái quốc gia tương tự cũng có thể có những động tái tương tự. Đương nhiên đây là điều mà IMF không thích nhưng mà thích hay không thích đây cũng là tương lai rồi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới nước Anh thì thông tin cũng tương tự mà thôi các bạn thì được là nước Anh à, hôm nay đó thì à, thống đốc ngân hàng trung ương của Anh thì à, sau khi mà à, lo nhiều thông tin là lo sợ là Bitcoin sẽ gây cái sự ảnh hưởng trầm trọng đối với tài chính của quốc tế trong khi mà các bạn thấy được là lý do tại sao mà mọi người lo lắng đến cái tình hình tài chính của thế giới đó chính là cái sự in tiền quá nhiều dẫn đến lạm phát có thể là không quản lý được dẫn đến là ngân hàng trung ương lại phải tăng lãi suất dẫn đến là nhiều cái hệ lụy sau đó nhưng mà hôm nay đến thì ngân hàng trung ương của nước anh nói là tiền thì đương nhiên là phải có cái sự thay đổi theo thời gian và cái bước kế tiếp của tiền đó chính là tiền điện tử của quốc gia điều này thì đương nhiên rồi ông ta là vai trò là thống đốc của ngân hàng trung ương nước anh mà làm sao mà nói khác được và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là ngày hôm nay đó lại có một cái cuộc uh, có thể nói là tranh cãi cũng không đúng lắm nhưng mà có cái cuộc đụng độ giữa cg của binance và elon musk thì à, những mà nào mà lưu trữ đồng đốt trên binance thì có thể comment bên dưới tại vì không biết lý do gì mà bây giờ đã nhiều người nói là không có thể rút đồng đốt về cái ví của mình được trên sàn binance thì nhiều người nói là sàn binance đó, họ đã làm hư cái ví đồng đốt của họ họ đang à, chỉnh sửa lại cho nên trong thời gian này đã không rút vào được nhưng mà Elon Musk mặc dù là một tỷ phú rất giàu có nhưng mà không biết tại sao lúc nào cũng kiếm có thời gian rảnh để mà chia sẻ những cái meme cũng như là xíu vô nhiều cái chuyện khác các bạn thấy được là hôm nay Elon Musk buồn buồn thì lại đi kiếm cg của binance nói là binance đang làm cái gì đó rất là đen tối với lại đồng Doge và muốn là cg nói với sàn Binance là cho mọi người rút đồng đô về thì các bạn thấy được là CZ thì nói là không có vấn đề gì đây chỉ là một cái vấn đề liên quan đến kỹ thuật mà họ đang khắc phục mà thôi và CZ lại chia sẻ một cái thuyết trở lại đối với Elon Musk nói là Elon Musk à, nhìn vào cái bài viết này đây là bài viết nói là cái xe Tesla là phần mềm có một số những cái lỗi à, có nghĩa là sao có nghĩa là công ty nào cũng có lỗi kỹ thuật hết <laughs> Elon Musk à, nên à, Bớt xí vô chuyện của công ty người ta mà lo uh, quản lý công ty của mình đi Tại vì công ty của mình cũng có những cái lỗi khiến cho uh, Có một số vấn đề liên quan tới Tesla kìa Đây là điều mà uh, cũng được nhiều người nói tới ngày hôm nay Cho nên Thùng muốn chia sẻ với các bạn Các bạn nghĩ sao vì những thông tin mà thường chia sẻ ngày hôm nay Thì các bạn hãy comment ở bên dưới cái video này và đây là tất cả những cái thông tin mà thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook và twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance Cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX Và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn Phá XBT Hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là Moon các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu group tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn MarginFX và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ, đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase. Cũng như là ứng dụng BlockFi, đây là ứng dụng lending có lại, các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô. Và đương nhiên, crypto hoan rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi, đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa, cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn!